và trích xuất xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai Cập rằng: tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: mùng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày 14 tháng này. Rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này: phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã, vì đó là ngày vừa qua của Chúa. Đêm ấy ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai Cập, từ loài người cho đến súc vật, và ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai Cập, vì ta là Chúa. Mẫu bôi trên nhà các ngươi ở sẽ là dấu hiệu, và khi thấy máu, ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi. Các ngươi sẽ không bị tai ương tắc hẳn khi ta giáng họa trên xứ Ai Cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời. Đó là lời Chúa.
của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén và phán: chén này là tân ước trong máu ta. Mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Đó là lời Chúa. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người lên rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: lạy thầy, thầy đi rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: không đời nào thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được dừng phần với thầy. Phêrô liền thưa: vậy xin thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: kẻ mới thất rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ gặp người, nên mới nói: không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con phải rửa chân cho nhau, vì thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước và làm như thầy đã làm cho các con.
đó là